Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 4, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Vùng Gò Đồi phía Tây thành phố Huế có diện tích khá rộng với nhiều điểm du lịch sinh thái, kể cả di tích lịch sử, sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Thừa Thiên Huế hình thành các tuyến đường xe đạp để giúp du khách và người dân có những trải nghiệm khám phá thú vị và thực hiện bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị đào tạo đặc thù, Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế phát huy vai trò như thế nào trong bối cảnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đặt ra khi làm việc với Đảng ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà trường. Tin phóng viên vừa cập nhật trong vài phút trước đây. Tại buổi làm việc, cán bộ giảng viên và lãnh đạo Trường học Nghệ thuật Đại học Huế đã nêu lên những khó khăn nội tại trường đang gặp phải liên quan đến công tác tuyển sinh một số ngành đào tạo khi tỷ lệ sinh viên theo học rất ít. Từ những khó khăn đó, mong muốn lớn nhất của Đảng ủy, ban giám hiệu và đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà trường là có cơ chế đặc thù, nhất là đối với các ngành đào tạo về mỹ thuật tạo hình để những ngành này tiếp tục duy trì và phát triển. Các ý kiến từ phía nhà trường cũng đề xuất một số vấn đề như tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Festival Huế, tổ chức các hoạt động trại sáng tác, hội thảo, triển lãm để giới thiệu quảng bá văn hóa Huế đến rộng rãi hơn với các địa phương trong nước, tăng cường sự phối hợp với các ban ngành trong sáng tác các mặt hàng lưu niệm để làm phong phú thêm các sản phẩm quà lưu niệm phục vụ du lịch. Buổi làm việc cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị nhằm tháo gỡ những khó khăn nội tại của nhà trường và đề xuất một số giải pháp để nhà trường phát triển trong thời gian tới. Đánh giá cao vai trò của Trường học Nghệ thuật Huế góp phần đào tạo các thế hệ nghệ sĩ, họa sĩ có tên tuổi đóng góp cho nền mỹ thuật của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng chia sẻ trước những khó khăn của nhà trường đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, lưu ý trong khó khăn lại càng cần thiết sự đoàn kết trong nội bộ nhà trường để chung sức vượt qua và đưa trường phát triển. Khẳng định quan điểm của lãnh đạo tỉnh là khi chưa có cơ chế đặc thù thì phải ứng xử với trường như cơ chế đặc thù. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đại học Huế cần có sự quan tâm đầu tư để trường có thể đào tạo các chuyên ngành sau đại học. Đối với tập thể lãnh đạo cán bộ nhà trường, trước hết cần thiết là ý thức tự vươn lên, đổi mới thực sự trong công tác quản lý, đào tạo tuyển sinh. Bên cạnh đó cũng cần phải chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn, bởi đây cũng là tồn tại hiện nay của nhà trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các ngành đào tạo và có định hướng mở các ngành đào tạo khác biệt liên quan đến nghệ thuật, kiến trúc cung đình Huế. Sáng nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến luật đất đai năm 2024. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì. Theo đó, ở phía Bắc, giá thuê đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương tăng 7,8% so với cùng kỳ. Tại phía Nam, giá thuê đất công nghiệp một số thị trường như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. CBRE cho biết các nhà sản xuất trong và ngoài nước có xu hướng mở rộng ra các thị trường cấp 2 như Bà Rịa Vũng Tàu hay Tây Ninh, nơi có quỹ đất công nghiệp dồi dào với giá thuê cạnh tranh. Cùng trong sáng nay, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Tại lễ phát động, Giám đốc Sở Y tế Trần Kim Thảo khẳng định, trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Trong đó đáng chú ý, công tác thông tin tuyên truyền đã được đẩy mạnh, giúp thay đổi nhận thức, hành vi trong sản xuất, chế biến kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm theo chiều hướng tốt hơn. Số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm qua các năm, không có vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 3 năm trở lại đây, và số vụ ngộ độc xác định được nguyên nhân tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại tỉnh vẫn còn đối mặt với những thách thức lớn.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2024. Tập trung vào các mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cả cộng đồng trong đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Chuyển sang những tin tức kinh tế. Tổ chức đánh giá thị trường bất động sản CBRE đã đưa ra báo cáo cho thấy trong khoảng thời gian 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp được dự báo tăng liên tục ở cả phía Bắc và phía Nam nhờ triển vọng của bất động sản công nghiệp. Theo đó, ở phía Bắc, giá thuê đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương tăng 7,8% so với cùng kỳ. Tại phía Nam, giá thuê đất công nghiệp một số thị trường như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. CBRE cho biết các nhà sản xuất trong và ngoài nước có xu hướng mở rộng ra các thị trường cấp 2 như Bà Rịa Vũng Tàu hay Tây Ninh, nơi có quỹ đất công nghiệp dồi dào với giá thuê cạnh tranh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề xuất chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Theo dự thảo, ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 2 triệu đồng một hecta một năm đối với đất chuyên trồng lúa, hỗ trợ 1 triệu đồng một hecta một năm đối với đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng một hecta một năm đối với vùng khu vực quy hoạch trồng lúa cần bảo vệ, hạn chế chuyển đổi, ngoài số tiền được hỗ trợ theo quy định để đầu tư áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại. Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi tới Sở Công Thương các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, các thương nhân phân phối về việc thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu định kỳ. Theo vụ thị trường trong nước, căn cứ Nghị định số 80 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu, việc điều hành giá xăng dầu được cố định vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, do thứ năm 18 tháng 4 trùng với ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương nên giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh sớm hơn một ngày và vào ngày 17 tháng 4. Để đảm bảo đấu thầu vàng miếng SJC được an toàn, hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước trong tổ chức hoạt động này. Bên cạnh việc đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua bán vàng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng, cung cấp thông tin về các sự vụ, sự việc buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Cùng với đó, Bộ Công Thương được đề nghị phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vùng Gò Đồi phía Tây thành phố Huế có diện tích khá rộng với nhiều điểm du lịch sinh thái, kể cả di tích lịch sử. Xã Bình Thanh, thị xã Hương Trà với hệ thống khe suối, khe đầy nối với thác Dĩnh Chàng và khe đá dăm ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy. Nếu được xây dựng kết nối tua tuyến với lòng hồ Bình Điền, địa đạo khu ủy Trì Thiên để khai thác sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho người dân ở đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khe đầy ở xã Bình Thanh, thị xã Hương Trà là địa điểm quen thuộc với cả bạn trẻ từ thành phố Huế và cả vùng lân cận. Trong nhiều năm qua, việc tổ chức kinh doanh dịch vụ ở đây vào mùa nắng nóng đã diễn ra nhưng mang tính tự phát. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thanh đã xác định kinh doanh dịch vụ gắn liền với giới thiệu mặt hàng nông sản địa phương cũng như các dụng cụ của người nông dân sử dụng, đặc biệt là giới thiệu về văn hóa phong tục và các vật dụng của đồng bào thôn Bồ Hòn, xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm từ khe đầy đến thác Dĩnh Chàng, hoặc vào địa đạo khu ủy Trì Thiên, thăm thú các vườn cây ăn trái, thưởng thức các tiết mục văn nghệ của đồng bào, ăn các món ăn đặc sản của người dân Bồ Hòn. Việc phát triển homestay là một trong những cái hướng đi tiềm năng trong cái việc phát triển du lịch cộng đồng. Điều đó nó mang lại cái thu nhập cho người dân của địa phương, nó tạo động lực để bảo tồn văn hóa và nó cũng đang là một phần đóng góp cho cái việc phát triển của du lịch. Ngoài thị xã Hương Trà, Sở Du lịch cũng đã có chương trình phát triển du lịch tại đây.
thì vấn đề đặt ra là mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh làm dịch vụ ở đây và chính quyền địa phương cần phải có chủ động, kế hoạch rõ ràng, bài bản. Đó là huy động cộng đồng cùng chung tay làm du lịch. Mỗi người dân địa phương có ý thức trong việc tạo dựng và quảng bá được thương hiệu cây trái, sản vật đặc sản của mình. Đây là hướng đi mà địa phương đang hướng đến để thu hút người dân trong tỉnh cũng như khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, khám phá những địa danh, thắng cảnh đẹp qua các tour tuyến được kết nối. Địa phương cũng sẽ cố gắng để chuyển hướng, định hướng sang cái phát triển cây ăn quả, vùng cây ăn quả và phát triển du lịch theo hướng là du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch vườn cây để tạo cái sinh kế cho bà con. Trước mắt thì chúng tôi có bố trí một số cái quầy sạp hàng tại cái điểm du lịch khai đây để trưng bày giới thiệu và bán tất cả các cái nông sản của địa phương, để muốn làm sao đó để biến các cái sản phẩm của bà con trở thành hàng hóa để tăng cái thu nhập cho bà con. Bước vào mùa nắng nóng, các điểm du lịch sinh thái như suối, khe, dọc theo các trường núi là điểm đến lý tưởng của người dân để tắm mát, trải nghiệm và thư giãn. Hiện nay, người dân ở đây đang triển khai các hoạt động để chào đón du khách gần xa. Với lợi thế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 20 km, có địa hình cảnh quan thiên nhiên gần gũi như sông suối, đồi núi, cùng với cụm dân cư Bồ Hòn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch theo mô hình gần gũi, thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng nên việc phát triển các dịch vụ và sản phẩm thân thiện với môi trường đang trở thành nhu cầu tất yếu. Việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, trong đó việc phát triển các phương tiện giao thông công cộng và tạo được thói quen tham gia giao thông thân thiện với môi trường là phù hợp với xu thế hiện nay. Thừa Thiên Huế được xem là địa phương tiên phong trong việc thực hiện giao thông xanh, thân thiện với môi trường. Tỉnh đã hình thành các tuyến đường xe đạp để giúp du khách và người dân có những trải nghiệm khám phá thú vị và thực hiện bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến với thành phố Huế, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng. Khởi động từ đầu năm 2024, hệ thống xe đạp chia sẻ dần bao phủ các cung đường xanh và di sản Huế. Đây cũng là trải nghiệm tuyệt vời khi Huế là địa phương có cảnh quan hạ tầng phù hợp cho việc đạp xe. Là một trong những địa phương bước đầu hình thành một thành phố xe đạp có nét tương đồng với các thành phố xe đạp trên thế giới. Trong những năm qua, thành phố Huế đã hình thành cơ sở hạ tầng giao thông dành cho xe đạp bài bản, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và du khách. Thừa Thiên Huế là như chúng ta cũng biết là năm 2016 là được công nhận là thành phố xanh ASEAN. Và với cái vị trí đó, nó không phải là chỉ là một cái danh hiệu mà đó là một cái cam kết và sự theo đuổi. Và để mà được cái việc đó thì tất cả các lĩnh vực và các ngành đều hướng đến và luôn luôn giữ như vậy. Và trong thời gian vừa qua thì tỉnh Thừa Thiên Huế rất quan tâm và làm nhiều cái giải pháp để giữ cái thành phố xanh và giữ cái môi trường rồi theo cái chiến lược cái phát triển của tỉnh. Hiện tại Huế đã xây dựng được 8 điểm phục vụ xe đạp công cộng dọc hai bờ sông Hương, các điểm di tích và ở ga Huế để phục vụ khách du lịch. Thành phố Huế khuyến khích tạo điều kiện cho người dân sử dụng xe đạp như một lựa chọn di chuyển thuận tiện, thân thiện với môi trường, góp phần giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông. Thành phố Huế đang có những định hướng phát triển một hệ thống giao thông xanh, sạch, an toàn, thân thiện với con người và môi trường, giảm phát thải và không gây ô nhiễm. Bên cạnh việc định hướng phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, thành phố sẽ phát triển giao thông xe đạp như một loại hình giao thông xanh và an toàn, phù hợp bảo tồn di sản và bảo vệ cảnh quan du lịch cho thành phố Huế. Xây dựng hình ảnh Huế là đô thị xanh, thân thiện và an toàn. Ngành du lịch thường đã có kế hoạch phát triển 5 năm bám theo những định hướng của nghị quyết trung ương 54 cũng như các định hướng phát triển của thành phố Huế trong tương lai để đưa ngành du lịch Thừa Thiên Huế phát triển theo hướng bền vững, xanh, đẳng cấp và thông minh. Xe đạp là phương tiện lý tưởng cho xu hướng giao thông xanh và sự phát triển bền vững của Huế, thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố festival của Việt Nam. Việc đầu tư phát triển mô hình đô thị xanh gắn với xe đạp luôn được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm phát triển, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên, tạo kết nối với con người và tìm hiểu văn hóa, di sản của địa phương. Phần cuối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế cho biết có 4 chính sách được thay đổi trong đề nghị xây dựng luật bảo hiểm y tế sửa đổi.
Thứ nhất là điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan. Thứ hai là điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn. Thứ ba là điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thứ tư là phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2023 đã đạt 93,35% dân số, tương ứng với 93,307 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học cũng như tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Theo đó, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18 tháng 7 và được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Chậm nhất ngày 21 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm. Thời gian xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến. Chiều qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với trường Trung học cơ sở Phú Thuận, huyện Phú Vang tổ chức cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về chủ quyền biển đảo và luật biên phòng Việt Nam. Tham gia chương trình có 50 thí sinh là học sinh tiêu biểu đến từ các khối của trường Trung học cơ sở Phú Thuận. Tại phần thi, các thí sinh tham gia trả lời 20 câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm. Nội dung câu hỏi gần gũi với đời sống, phù hợp với đối tượng dự thi, xoay quanh về chủ đề biển đảo quê hương, kiến thức pháp luật, trong đó tập trung vào luật biên phòng Việt Nam. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã tổng kết trao giải và giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia đạt thành tích cao. Chiều qua, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền phối hợp với huyện đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về luật giao thông đường bộ. Bằng những kiến thức đã được tìm hiểu cũng như ứng xử văn hóa giao thông hàng ngày, 100 thí sinh là đoàn viên công đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện Phong Điền hào hứng tham gia cuộc thi rung chuông vàng. Các thí sinh trả lời 20 câu hỏi có nội dung liên quan đến luật giao thông, những hiểu biết về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về luật giao thông đường bộ, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xử phạt cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông, xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. Thí sinh Đoàn Thị Thùy Trâm đến từ trường tiểu học Phò Ninh, xã Phong An đã vượt qua 20 câu hỏi, trở thành thí sinh xuất sắc của hội thi. Hai thí sinh Hoàng Thị Thùy Lương, xã Đoàn Điền Lộc và Hoàng Bá Trung, trường Trung học cơ sở Phong An đạt giải nhì. Thí sinh Nguyễn Văn Vĩ, đoàn trường Trung học phổ thông Phong Điền đạt giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức hội thi cùng trao 8 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao. Sách hay cần bạn đọc là chủ đề chương trình Ngày hội đọc sách hưởng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức vào chiều qua tại trường tiểu học Hương Phú. Hưởng ngày sách và văn hóa đọc năm nay trên địa bàn huyện Nam Đông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là tổ chức ngày sách và văn hóa đọc tại các trường học trên địa bàn, các cuộc thi kể chuyện sách phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, phát động phong trào thu gom, ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các trường học, tổ chức ngày hội đọc sách theo chủ đề, các hoạt động ngoại khóa, giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, kể chuyện theo sách, viết bài cảm nhận về sách. Qua các hoạt động này đã góp phần phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là trong học sinh, góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa đọc. Tại ngày hội, Thư viện Tổng hợp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông trưng bày giới thiệu gần 1.000 bản sách các loại để phục vụ học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng tham quan, tìm hiểu và đọc sách. Tại lễ hưởng ứng, ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng sách cho thư viện nhà trường. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm dao động trong khoảng 52 đến 95%.
thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m. Cấp bão cháy rừng vùng đồng bằng và huyện A Lưới cấp 3, cấp nguy hiểm, huyện Nam Đông cấp 4, cấp rất nguy hiểm. Dự báo thời tiết trong 2 đến 3 ngày tới, ngày 18 và 19 tháng 4, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa nên nhiệt độ tăng nhẹ.